Xiaomi Redmi Note 12, chiếc điện thoại quốc dân với mức giá đâu đó loanh quanh 4 củ khoai mì. Liệu có xứng đáng để anh em sắm chơi Tết hay không thì hãy cùng mình đánh giá trong video ngày hôm nay nhé. Hi, mình là Uyên, còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Hiện Redmi Note 12 đang được bán tại Sephora chỉ từ 3.790.000 đồng theo từng phiên bản. Anh chị em ai có quan tâm dòng sản phẩm này thì đừng quên click ngay vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra, ngay tại Sephora đang có chương trình trả góp 30, không phụ phí, không lãi suất, không trả trước, cực ưu đãi tại Sephora nhé. Em này thì sở hữu một kiểu thiết kế khá là quen thuộc đối với lại các anime fan. Và cái phiên bản mà mình cầm trên tay đây là phiên bản màu vàng, một cái tông màu rất là cá tính của dòng Redmi. Và mình nghĩ là các bạn nào mà có cá tính một chút nè, quậy quậy một chút thì sẽ khá là thích cái màu này. Ở mức giá đâu đó tầm 4 triệu thì mình không quá là đòi hỏi về một chiếc điện thoại có màn hình quá là chân thật cao hay là độ sắc nét như thế nào cả. Mà em Redmi Note 12 này lại được trang bị cho mình một chiếc màn hình phải nói là AMOLED cao cấp nè. Cùng với đó là chất lượng hình ảnh với độ phân giải là Full HD cộng. Ngoài ra là tần số web lên đến 120Hz nữa. Và dù là cho ra mắt đã khá là lâu rồi nhưng mà với những cái thông số này thì em này có thể tối ưu tốt được cái khả năng hiển thị với màu đen sâu nè, các chi tiết được thể hiện rất là sắc nét. Và dù là xem phim hay là lướt web thì màu sắc cho em này cho ra vẫn rất là nịnh mắt nha. Ngoài ra thì em này còn sở hữu một độ sáng cao lên đến là 1200 nit nữa. Con số này phải nói là vượt mặt rất là nhiều đối thủ trong cùng phân khúc đâu đó 4 triệu đồng đó nha. Quá là xịn sò. Chắc ông chỉ sở hữu một tấm nền cao cấp mà Xiaomi còn ưu ái trang bị cho Redmi Note 12 ở một cái bộ camera phải nói là rất là ổn áp trong tầm giá nha. Để mà đánh giá về mức độ chụp ảnh của em này á thì ở trong những cái môi trường mà ánh sáng lý tưởng nè, điều kiện đủ sáng thì đối với những tấm ảnh chân dung á thì mình cảm thấy là vật thể phía sau được làm nhòe khá là ổn nha. Ngoài ra thì với những bức ảnh chụp ngoài trời, chụp phong cảnh hay là chụp macro cho em này á thì vẫn cho ra rất là chân thật nha, màu sắc rất là sắc nét luôn. Mặc dù là những thức ảnh em này cho ra không thực sự là quá là xuất sắc nhưng mà đâu đó tầm 4 triệu đồng trong cái phân khúc này á thì mình phải nói là đánh giá cao cái camera của em này nha. Tuy nhiên ngược lại, nếu mà ở trong môi trường ánh sáng yếu đi á hay là ban đêm chẳng hạn thì camera mà em này cho ra thì xử lý cũng khá là nhanh nha, độ sáng hình ảnh không quá là bị lòe. Và so với phiên bản tiền nhiệm hơn nữa thì độ mượt mà trên Xiaomi Redmi Note 12 á đã được Xiaomi cải thiện rất là đáng kể nha. Mình sử dụng nhiều ứng dụng liên tục nè, đi ra đi vào thoát ra liên tục nhưng mà vẫn không có bị giật lag quá là nhiều hay là đứng máy gì cả cho đến thời điểm hiện tại sau một thời gian sử dụng dài chẳng hạn. Trên thực tế thì với giao diện MIUI 14 thì em này sở hữu một giao diện khá là nặng so với hiệu năng điện thoại Xiaomi. Chính vì vậy mà trên em này vẫn còn đâu đó một chút tình trạng cắt giảm hoặc ảnh chuyển động chẳng hạn, hay là thao tác đóng mở ứng dụng vẫn xảy ra độ trễ. Còn về chơi game thì để mà chơi thì mình có chơi một vài tựa game phổ biến hiện nay như là Liên Quân Mobile cho em này thì cho ra một cái cảm giác khá là ổn áp, không có bị nóng máy hay là giật lag gì nhiều. Tuy nhiên nếu mà chơi lâu thì sẽ có tình trạng giật nhẹ nha. Với viên pin là 5000 mAh cộng với lại sạc nhanh 33W thì em này hoàn toàn có thể đáp ứng cho người dùng với những tác vụ cơ bản như là lướt web, nè, xem phim hay là đọc tin tức giải trí chẳng hạn, đâu đó tầm tới 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà sử dụng điện thoại để mà chụp ảnh nè hay là xem phim nhiều hơn hoặc là hoạt động online nhiều hơn thì em này cũng có thể duy trì cho người dùng hoạt động đâu đó tầm 8 giờ đồng hồ nha. Em này được sở hữu những cái tính năng phải nói là rất là ổn nha. Một tấm nền AMOLED Full HD cộng, nền tần số web 120Hz, thêm đó là con chip Snapdragon khá là ổn áp nữa. Và rồi, đây là những đánh giá của mình đối với lại Redmi Note 12 sau một thời gian ra mắt. Đối với mình nha thì Redmi Note 12 vẫn rất là ổn áp ở trước thềm ra mắt Redmi Note 13, nhưng mà nếu bạn đang tìm kiếm thì cái chiếc điện thoại có mức giá thành rẻ hơn một chút nè, tuy nhiên vẫn sở hữu những tính năng hay là hiệu năng tốt nhất của nhà Xiaomi á, thì Redmi Note 12 sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Và rồi, cảm ơn bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì bye bye.